Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục về hàng trong đêm, một số các dòng sản phẩm do bên em nghiên cứu và phát triển. Chính thức ngày hôm nay thì em thông báo các bác là có hàng và sẽ demo trong vòng một tuần nữa các bác nhé. Hiện tại là đang có B15 này, phiên bản là thùng gỗ ván ép chịu nước chống nước mưa, gỗ ván ép 18, gỗ màu các bác đang xem đây, kiểu nó hơi hồng hồng tí. Gỗ này là gỗ nhập từ bên nước ngoài về, đạt tiêu chuẩn do bên em đề ra. Đấy, rất là chắc chắn. Tiếp theo nữa là các cái dòng như là loa monitor này. Sắp tới thì em sẽ làm các đời vỏ thùng monitor này nhé. Giá thì nó không rẻ đâu, nó cao lắm. Và hình thức thì các bác sẽ chê. Nhưng nó làm được cái nhiệm vụ của một cái loa monitor cơ bản cần phải có các bác nhé. Đấy. Và em về thêm nữa là các series đời A và đời cũng là đời A nhưng mà đời khủng. Cùng Long Bảo Chúa. Thì đây, các bác xem đây là A15. Em sẽ quay chéo cho các bác xem nhé. Đây là A15 này. Đấy. A15. Gỗ ván ép. Đợt này thì có cải tiến là có nỗ cọc ở dưới. Có nỗ cọc ở dưới các bác nhé. Thùng tất cả là ốc bát chôn gen hết này. Đấy. Tất cả đều ốc chôn gen. Chứ các bác lại bảo là tất cả thùng ốc chôn gen hết. Xúc 30TH112XL. Phiên bản này thì một con súc 30 nó đánh như một chiếc súc 40. Đấy. Bên cạnh đây thì em có cái mã sản phẩm đặc biệt, đó là dòng này thì đang trong giai đoạn thí nghiệm thôi, nên các bác có hỏi thì em cũng chỉ báo giá qua nó gần 20 triệu một đôi nhá. Đang trong giai đoạn thí nghiệm thôi. Một là ăn, hai là mất tiền làm thùng thôi. Đấy. Đây là A20PS. PS là viết tắt của poi suộc. Một dòng loa là nó chuyên có đánh cho các bác làm ở chương trình, tổ chức sự kiện chuyên nghiệp mà yêu cầu là nó nguồn điểm chính xác. Đấy. Và đây là dòng A15. Đấy. Thùng rất là chắc chắn nhé, gỗ ván ép cao cấp. Kia là B15. Dưới là subwoofer TH11XL. Súc đơn 40 nhưng đánh như súc ép 40 và đánh ngang ngửa với súc mặt 50. Đấy, tự tin luôn. Đấy, hiện tại là có từng này hàng nhé, hôm nay về ít này thôi. Bởi vì hàng em đang tập trung vào để ra những sản phẩm chất lượng thay vì là ra được số lượng. Em ra sản phẩm chất lượng thay vì ra được số lượng các bác nhé. Không cần số lượng nhiều, chỉ đủ đơn. Các bác nào đặt đến đâu thì em làm đến đấy, làm đuổi thôi. Làm đuổi còn chẳng kịp được rồi, chứ bây giờ làm dư ra làm cái gì, đúng không ạ? Đấy. Thì sắp tới thì nếu như cái mẫu mẫu poi suộc này A20 PS này mà nó đạt được hiệu quả thì em sẽ nghiên cứu làm thêm cái dòng combo của nó, là sẽ đi cùng với loa tần số thấp, chúng ta hay gọi là loa mid nom, hoặc là các bác có thể gọi nôm na là súp đi theo đồng bộ của nó. Bởi vì tất cả các dòng A này này em làm ấy, là đều có hạ chìm trên nóc dưới đáy hết. Có vài cái thì anh em này ví dụ cái mẫu này nó quên thôi, thế còn như cái dòng poi suộc này tất cả đều có hạ chìm đấy nhá. Đấy, và dòng poi suộc này thì lại có thêm cả cái ốc ke các góc nữa. Đấy, ok các góc, nhiệm vụ của ốc ke không phải là giữ cho cái thùng chắc chắn. Thật ra A15 nó chắc chắn lắm rồi. Cái này thì là có một cái thanh ke các góc trong đây, và ốc đây là ốc M8. Thay vì là các bác không biết treo kiểu gì thì các bác vặn con ốc M8 này ra, các bác mua cái đai khuy treo M8 ấy, các bác vặn đây xong các bác xỏ dây cáp và treo lên, thế là xong. Đấy, nó không quá nặng. Đấy. Thường như series đời A ấy, con loa nào nặng nhất ấy, nó chỉ gần 40 cân thôi. Nặng nhất gần 40 cân, còn A15 nắp củ loa mà neo ấy thì nó chỉ tầm 28 cân thôi, chưa đến 30 cân. Cả thùng cả lưới tất tần tần đầy đủ. Như A15 hôm trước em demo từ thường ấy, nặng vào có 32 cân, rất là, nói chung là rất là nhẹ. Có thể các bác đặt lên trên chân loa, chân cọc được. Đấy, và những cái dòng A này thì nó sẽ đi cùng với subwoofer TH118XL và SC18, hoặc là một số dòng sub mà em làm theo tiêu chuẩn của hãng, ví dụ BC218SH thì nó sẽ khai thác được hết khả năng trình diễn để đi cùng với những cái dòng siêu khủng như là cái dòng series A15 hoặc là cái series đời A. Đấy, cố gắng làm sao nó sẽ ra được nốt cái dòng loa tần số thấp, tức là loa gọi là dạng loa trầm của cái dòng A này nữa, dựa trên khuôn thùng A.
Đấy. Còn đây là các dòng này em đang có sẵn đi nhé. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Thì nói nôm na là tầm này cũng muộn rồi, báo cáo các bác là có hàng về. Thực tế quay ban ngày nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà thôi, đêm tối quay mà ban ngày quay nó cũng vậy, cũng chỉ báo cáo các bác có hàng về. Ngày thì tranh thủ cho thợ làm, còn thời gian đâu mà đứng quay nữa, đúng không ạ? Ok, bây giờ là em sẽ xin tạm dừng video. Ok, đồ đạc nó gọn lại tí xong bắt đầu là tạm thời xin phép được nghỉ ngơi. Đấy, ngày mai này em tiếp tục này phục vụ các bác yêu văn hóa văn nghệ và ưa thích các sản phẩm do bên em nghiên cứu và phát triển. Nếu như các bác nào thích thì liên hệ trực tiếp nhé, hoặc là các bác có thể qua cửa hàng giao lưu trực tiếp để biết thêm một số những cái gì hay về sản phẩm do bên em cung cấp. Đây là lưới của dòng A này, lưới con này mà đậy vào đây thì kinh khủng luôn. Lưu ý nhé, cái dòng poi suộc này là để mô mẫu thôi, em đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển. Nếu như nó làm được cái nhiệm vụ của nó rất là tốt ấy, thì em sẽ thương mại. Còn không ổn định lắm hoặc là khá thì em sẽ lựa chọn cổ loa nó tốt hơn nữa để khớp với cái thùng này và vẫn tiếp tục ra thị trường. Đây là sau khi lên cả lưới này. Đấy, các bạn nhìn nhé, sau khi lên cả lưới thì nó như thế này. Tương tự với cái dòng A này nữa. A này nữa thì em có mấy cái lưới. Lưới giờ chả nhớ vứt đâu ấy. Có lưới này, à đây đây. Lưới em vứt tạm trong đây. Đấy, nếu mà các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Giá thì nó thật là có cái rẻ có cái đắt. Đây là lưới của, như đây là dòng monitor này. Đấy, lưới của monitor. Lưới của súp thì em lại không có sẵn ở đây nhé. Lưới súp TH112 không có sẵn ở đây, không thể demo thử cho các bác xem được. Còn đây là lưới để lắp vào TH115XL thì cũng dựa trên cái lưới của B15. Đấy các bác nhé, dựa trên cái khuôn thùng của B15 thì nó như thế này. Đấy, nó như thế này. B15 thì các bác biết rồi, em không quay. Được chưa? À, như thế là các bác hiểu rõ rồi này. Bởi vì chi phí đặt lưới nó tốn nhiều nhất. Mà cần đặt cái là đủ số lượng luôn hoặc là dư ra cũng được thì bên em làm như thế. Còn đây là cái lưới của xúc kép thì em sẽ tối ưu hóa vào một số dòng xúc đơn to thì sử dụng cái lưới này. Và cũng khẳng định luôn là xúc đơn to bên em mà lắp lưới này vào cái thùng đó thì cũng phải tính lại khối lượng thùng cho nó khớp với một số dòng cổ loa bên em ưu tiên lắp. Còn như một số cái dòng xúc dòng series TH ấy, thì các bác lắp cổ loa nào cũng được, cứ miễn lắp vào đúng 15 inch là kêu, nó ra được cái chất luôn. Còn nếu mà để hay ý, thì các bác phải gặp em liên hệ trực tiếp, em không chia sẻ đâu. Đấy nhá, hàng chuyển từ trên xe ô tô xuống là nó sẽ dính cái sơn màu xanh kìa, sơn xe là màu xanh, kéo nôi trên thùng xe này nó sẽ dính như thế. Còn khi làm hoàn chỉnh thì các bác không thể nhìn thấy màu nào khác ngoài cái màu đen và cái màu xanh lá cây để em kẻ chỉ thương hiệu kia. Đấy. Tất cả hàng của bên em, nếu như hàng của bên em làm độc quyền hoặc là có thể chia lại cho một số anh em đại lý thì đều có logo khắc chìm thế kia để các bác nhận biết, nhận diện thương hiệu do sản phẩm do bên em nghiên cứu và bên em phát triển. Nói nhanh nhé, do bên em nghiên cứu và bên em phát triển. Chứ còn cái thương hiệu này thì copy phát mốt, copy một phút là được ngay. Cái này copy thì không có khó, nhưng mà quan trọng ý, lấy công nghiên cứu do bên em làm để phù hợp với sản phẩm do bên em cung cấp, nó là cái một cái tầm khác hoàn toàn. Còn như cái hàng này này, hàng này hàng của khách đặt nên là không có kẻ chỉ thương hiệu vào, không có bất cứ một cái gì cả, chỉ có làm xong nắp vào setup lên cho khách ok thế là xong và đếm tiền. Đấy các bác nhé. Thì các dòng xúc này họ đều đa năng cả. Em sẽ giới thiệu chi tiết sau. Này báo cáo các bạn là có hàng về và giới thiệu qua như thế. Các bạn nào quan tâm thì hẹn trực tiếp nhé. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau. Có gì hay em lại tiếp tục quay và giới thiệu toàn thể các bác nhé.